Nồi điện đa năng Lock & Lock 2-trong-1, nướng lẩu kết hợp chảo nướng 26cm và nồi lẩu 4 lít. Với hai lồng nồi gồm chảo nướng và nồi lẩu, phù hợp với mọi món ăn bạn thích. Nồi điện nhỏ gọn với 4 bộ phận, lồng chảo nướng chống bám dính thức ăn, đường kính rộng 26cm. Thoải mái tổ chức tiệc barbecue đơn giản ngay tại nhà. Nồi lẩu bằng nhôm dung tích 4 lít. Lòng nồi chống dính, bền và chịu nhiệt cao. Cấu trúc dĩa truyền nhiệt giúp truyền nhiệt nhanh và nóng đều. Thành trực giúp thuận tiện điều chỉnh nhiệt độ theo công thức món ăn. Nắp kính cường lực trong suốt giúp quan sát quá trình nấu, giúp giữ độ nóng và hương vị của món ăn. Lồng rời dễ dàng vệ sinh, dễ loại bỏ cặn bẩn khi sử dụng. Tay cầm an toàn, di chuyển bất cứ đâu. Tiệc ở đâu có nồi điện ở đó. Thưởng thức đa dạng hương vị món ăn với gia đình cùng nồi điện đa năng Lock & Lock 2-trong-1, nướng lẩu kết hợp, chảo nướng 26cm và nồi lẩu 4 lít. Premium Life, Lock & Lock.